Min AC bên mình Panther. Một kèo siêu 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 chém tuyển. Đang 3 trận thông bên phía đối bạn có AC. Rất dã man. Quay trở lại với những diễn biến của trận nhớ thôi. Một bài Pamiran của game thủ lô 1 không có đồ lô về, nhưng mà về lượng đồ ăn trên bản đồ là đã đủ với hai bầy hiêu và có quả phụ, thêm một con voi phía xa nữa. Con voi này xa quá, gần nhà chị boy sát mép bản đồ. Vâng, thấy bảo Persian của chị boy cũng khá tươi và con voi thứ ba đang được dắt về. Và một ôi trời ơi, tuyệt vời, một đôi voi đi, đừng là một con. Vâng, phi hiệu và cạnh phi hiệu có con voi, hy vọng sẽ còn một con nữa. Không, chỉ có một. Chị Boy vẫn đang rất cố gắng đẩy con hiêu kia về lốt trước nhà BS. Đang bị dẫn trước 2-0 trong xế đấu đầu tiên và mọi thứ nó phải cẩn thận. Phải cố gắng thì mới có cửa để bật. Panper đối đầu với ACB. Vâng, rất may. Rất may là tách dân ra kịp. 10 gỗ để đóng BM. Đã đủ và lượng thịt sẽ dồn lên rất nhanh khi mà nông dân đang ăn thịt hiệu voi. 9:50, 51. 9:51. Thông tin báo về AC chết một dân. Con nông dân đóng nhà BL đang đứng chơi kìa. Làm đi. Vâng, thông tin lô 1 báo về là lô 1 gần với nhà AC. Trong khi đó thì Miwan cạnh nhà Chip Boy. Thì đương nhiên
phát hiện ra nhà AC thì đương nhiên là Miwan sẽ ở cánh bên này thôi. VL của Chipboy được đóng khu vực giữa bản đồ luôn, rất tiện cho việc đẩy quân sớm và thậm chí có thể đến ngay tới nhà ở đây rồi. Một chưa ăn vàng phải em ấy, dân sang đóng cả E đấy luôn. Rồi khỏi đóng S, thêm ghe nữa khỏi đóng S, thêm ghe sát hẳn vào luôn. Rồi khỏi đóng S ăn vàng luôn. Nếu đóng thì chắc có lẽ phải đóng hẳn ở dưới, mà đóng ở dưới mặt dốc rất xấu. Cũng nhiều quyết định bỏ dân rồi, bỏ đi chỗ khác rồi. Các bạn có thể thấy chỉ cần một tình huống chốt hai chiếc nhà bè rồi khiến cho đối phương không ăn được vàng ngay, quá khó chịu. AC luôn này, vẫn đời hai này, mình đời ba rồi, được vụt dân rồi, nhưng có con tê thủ thôi, én thôi em ơi. Lực của chiếc hỏi đang hơi yếu, không còn lực đâu. Sau một p vâng, loanh quanh khu này không biết là có tìm được cái gì ăn không, không biết là nhổn đã đi đâu ăn vàng rồi. Vâng, vẫn đóng ngủ á, ăn vàng ở đâu rồi? Vẫn ăn được vàng đâu đó. Đi con đi con phù thủy cần phải khéo vụt con giò trước được không? Rồi Goody rồi, được. Tốt. Vừa giữ được giò, vừa giết được giò đối phương, lại vừa ăn được con lạc đà. Mát mày. Và đây là con phù của Hướng Nhổn, cẩn thận bị bé kìa. Hình như mất rồi. À đen rồi. Chị Boy đã nhanh tay đen cái con lạc đà đấy đi. Ồ vâng, gần đi cũng vẫn đang ngủ được. Ghê thật. Liên tục công phu, nhưng bây giờ thì Acerian đã có những con cung lửa sang kê cho ông Nhổn rồi. Chipboy sẽ không thể công được phù nữa. Ôi lúc đầu thấy thì có phải ngon không? Thấy muộn như này. Còn lúc đầu thấy cái bầy hươu bãi quả kia có phải là one hit được cái Nhổn không? Công phù ngược lại đến từ Miwan, nhưng Miwan là một loại quân mà phù nó rất là lợi. Nhưng bây giờ Gandhi vẫn đang phù đỏ. Chipboy đang bất tham dần theo thời gian, thì những con đường dân bờ nó không có bánh xe. Phù Miwan siêu ghẻ, nhưng Gandhi vẫn đang tận dụng tốt. Kinh thật, Gandhi máy của lớp 1, tham 2 là 36. Ô, giờ tôi mới để ý, ông Pan này đánh thẳng cung. Vâng, ba này lại đang đánh thẳng cung lờ để đối đầu với những cung lờ AC. Vâng, lạc đà của một đang sang cứu, và đằng sau đó cũng có cả những con lạc đà của Chipboy cũng đang trên đường di chuyển sang rồi. Lượng cung của Pan đang đông hơn hẳn. Bây giờ đối phương đã có những con lạc đà rồi, Chipboy đến rồi, mình có dốc, cần phải tận dụng những con dốc. Vâng, nhiều khả năng đẩy bay được nhà 14 tên này đấy. Phải có lạc đà. Đẩy kìa lạc đà kìa. Vâng, Hưng Nhổn anh ta không lên được xe luôn.
Và kịch trong sâu đằng hướng 3 giờ rồi có ruộng. Và cả ruộng có 4 luôn. Chị coi có 4 cái ruộng ở nhà. Chị coi cũng đang khóc được cũng là gà. Nhưng các bạn có thể thấy bây giờ thì với một cái bài pan đánh Nga kiểu long linh tinh thì mình một vẫn đang cố phải gói ghém gom game từng con giờ một. Một cũng đang khá đông. Còn thằng này bên mình đang bị đè như đây là thăm pan. Một đang mất rất nhiều lực với hai con cung đẩy đi của cái thủ tí khó chịu thật. Chờ gỗ bơm đi. Vào bắn phù của tơn. Một hưng nhột vẫn chưa lên bánh xe, có lẽ là bơm đồ trần lực cho OC. Gom cung lại đi. Trở lại màn hình máy của game thủ Chip Boy. Thang còn 17. Khó quá. Đẻ đúng không lạc đà?